Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy chuyên bán đệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất 714-894-1177. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Từ cà phê sáng sang thời sự thế giới trong ngày thứ 5 hôm nay, rất nhiều các bản tin cập nhật gửi đến quý vị, mời quý vị cùng theo dõi. Và đầu tiên vẫn là dự báo thời tiết trong ngày với Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị và thưa anh, hôm nay đó thì mây mù chỉ có một ít thôi, khoảng từ sau 9-10 giờ trở đi đó là trời nắng và nhiệt độ hôm nay trung bình khoảng 71 cho đến 72 độ thưa quý vị. Gió thì cũng được mát mẻ khoảng 10 dặm một giờ. Nhưng mà qua đến ngày mai đó thì thưa quý vị, cái gió nó nhiều hơn nữa bởi vì có một cái luồng khí lạnh từ biển thổi vào. Cho nên là 3 ngày cuối tuần đó nhiệt độ có giảm chút ít, trung bình khoảng 68 cho đến 69 độ thôi. Và đặc biệt là thứ bảy, cái phần trăm mà mưa nó cũng tăng lên khoảng gần được 15% thưa quý vị. Giá dầu lại tiếp tục tăng mạnh trong ngày hôm nay, mặc dù có tin tức nói rằng cái kho dự trữ dầu hỏa của Nga đã sắp đầy thưa quý vị. Mà nếu sắp đầy điều đó dư thừa thì Nga sẽ gặp phải khó khăn. Hiện nay có mỗi Ấn Độ, Trung Quốc, một số các quốc gia khác còn mua dầu của Nga, vẫn còn có tiền để cung cấp cho cuộc chiến. Nhưng mà theo một kinh tế gia cũng là một nhà tỷ phú, ông Soros tuyên bố là cái kho dự trữ của Nga sắp đầy, điều đó cũng có nghĩa là cố châu Âu cố gắng chịu đựng trong khoảng thời gian này, rồi sắp tới đây, rồi từ từ cuộc chiến sẽ phải được giải quyết. Sáng nay một số các công ty bán lẻ công bố lợi nhuận và họ nói rằng nhìn về tương lai đó, với nguồn tiêu thụ của người dân vẫn còn tốt, mặc dầu lạm phát có tăng nhưng mà có thể chịu đựng được, và kể cả các khu vực giải trí như Las Vegas, và nhờ thế đã giúp cho thị trường đã tăng trở lại ngày hôm nay. Chưa biết được tình hình như thế nào, hôm nay có thể tăng, ngày mai có thể giảm, nhưng mà ít nhất trong ngày chúng ta thấy hai ngày liên tục Dow Jones đều tăng được cả. Dow Jones hiện nay lên được gần 500 điểm, Nasdaq lên 262, S&P 500 lên 72. Câu hỏi đặt ra là thị trường chứng khoán đã rớt đáy chưa? Tức là bear market chưa? Vấn đề phải chờ đợi thêm thời gian tới nữa. Nhưng mà ít nhất Dow Jones vượt quá 32.616. Có lúc xuống còn có 31.000 mấy thôi thưa quý vị. Đó là lý do mà họ nói rằng có thể thị trường bear đã kết thúc. Tuy nhiên vì chưa có bất cứ một cái chỉ dấu nào để cho thấy sự hồi phục, vì thế, giới đầu tư họ nói tình hình vẫn còn rất nhiều bấp bênh. Qua đó chúng ta nhìn thấy Dollar Tree tiệm bán một đồng đó thưa quý vị lên được 18,7%. Dollar Tree công bố họ có thể tăng trưởng trong thời gian tới và vì thế tăng rất mạnh. Dollar Tree cũng giảm và hôm nay giới kinh tế đã nhảy vào mua bán rất nhiều. Các tiệm như là Dollar General cũng lên được 12,5%. Công ty du lịch bằng thuyền Norwegian Cruises cũng lên được 12%. Caesar Entertainment, các đại công ty ở Las Vegas cũng tăng mạnh trong ngày hôm nay gần 10% thưa quý vị. Đó là tin tốt, cho nên khu vực giải trí, du lịch vẫn tăng ngày hôm nay. Công trái phiếu 10 năm giảm chút đỉnh khi giới đầu tư đổ tiền vào mua cổ phiếu. Hôm nay là 2,786, dầu lên 3 đồng 57 sen. Áp lực về lạm phát cũng sẽ còn tăng trong thời gian tới, chưa có giảm đâu.
114 đồng, xăng sẽ còn ở mức cao, vàng xuống 1 đồng tư, 1.844 đồng 90 sen. Và thưa quý vị, vẫn là những cái tin cập nhật xung quanh cái vụ xả súng ở tại trường tiểu học Rob Elementary School ở tại Uvalde, Texas. Thì đặc biệt đó, bây giờ cái chuyện mà nhiều người họ quan tâm nhất và đặc biệt là cái sự phẫn nộ của phụ huynh đó liên quan đến cái việc tại sao tất cả lực lượng an ninh gồm có cảnh sát Uvalde, State Police và kể cả BORTAC, nghĩa là một cái đơn vị tác chiến của CBP đó, tổng cộng hơn 80 người có mặt ở cái trường mà họ mất gần 45 phút đồng hồ để mới đi vào và hạ cái tay súng vẫn gây rất nhiều tranh cãi. Thì một tí nữa chúng tôi sẽ tường trình chi tiết hơn về cái chuyện đó. Nhưng mà vào ngày hôm qua đó thưa quý vị, thì ông director của Texas Department of Public Safety đã có một cuộc họp báo cũng như là ông cung cấp thêm chi tiết về cái hoàn cảnh từ lúc đầu tay súng làm sao mà mua được hai cái khẩu súng trường như quý vị thấy, và 15-30 phút trước khi mà y lái đến cái trường đó, cái hoàn cảnh nó diễn ra như thế nào. Thì ông Steve McCraw cho biết là đúng một tuần trước cái ngày diễn ra cái vụ bắn súng đó thưa quý vị, và nghĩa là chỉ một ngày sau khi tay súng qua cái tuổi 18 đó, y đã đi đến một cái tiệm bán súng local có tên là Oasis Outback và y mua một cây súng bán tự động. Và một ngày sau y quay trở lại, y mua một cái băng đạn có đến 375 viên đạn. Và hai ngày sau nữa thì y đến, nghĩa là ngày thứ sáu tuần trước, 20 tây tháng 5 đó, y pick up một cái cây súng y đặt hay mua online của cái tiệm này, và đó là cái cây súng trường AR-15 như quý vị thấy. Thì và mỗi cái cây súng này đã giá trung bình xê xích là khoảng 2.000. Thì phía ông Steve McCraw cũng cho biết là cái tiệm này họ đã làm đúng nguyên tắc là họ kiểm tra background vân vân. Thì thứ nhất, Ramos vừa đủ tuổi legal để mà mua súng, và thứ hai nữa không hề có criminal record cũng như là không có cái vụ mà mental health history ở Texas. Và bây giờ đa số các tiểu bang nếu mà từng có cái chuyện mà phải giám định tâm thần đó thì thường là bị fail cái background check, thì tên này không hề bị dính hai cái trường hợp đó, cho nên là không có cái lý do gì mà cái tiệm súng này họ không bán súng cho y, cho nên có thể thấy là họ đã làm mọi thứ đúng theo thủ tục. Thì bây giờ bên cạnh cái chuyện mà như quý vị thấy là y chờ đúng một ngày sau khi mà vừa đủ tuổi để mà mua, để mà không ai nghi ngờ đó, thì bây giờ các nhà làm luật họ đang muốn ở tại Texas và một số tiểu bang, tại riêng New York với California thì phải là 21 tuổi mới mua được, nhưng mà Texas và một số tiểu bang thì chỉ cần 18 tuổi thôi là mua được. Thì như quý vị thấy bây giờ cộng thêm cái tay súng Ramos này, và trước đó nữa là tay súng Nicola Cruz ở cái trường Marjorie Stoneman Douglas đó, là mới 18 tuổi cũng mua súng bắn, rồi cái tay súng bắn ở Sandy Hook Adam Lanza 20 tuổi, nghĩa là những cái tiểu bang nào mà cái độ tuổi thấp quá là những cái tay súng này chúng mua được hết. Cho nên là bây giờ các nhà làm luật họ muốn tăng cái độ tuổi lên là phải trên 21 giống như New York với lại California. Và quay trở lại cái timeline mà cái tay súng này y trước khi mà khoảng nửa tiếng trước khi mà y đến cái trường bắn đó thưa quý vị, thì bây giờ chính ông thống đốc của Texas Rick Abbott cho biết là sau khi mà Facebook, Twitter họ phối hợp với các nhà chức trách để mà đưa hết tất cả những cái message mà y nói chuyện với bạn bè, thì tất cả tên của những người mà y gửi message đó không có được công khai tiết lộ, bởi vì những người này phải bảo vệ quyền riêng tư cho họ. Nhưng mà có thể thấy được là cái buổi sáng ngày hôm mà y quyết định đi đến cái trường đó, y đã từng viết là y muốn cái post đầu tiên mà y đăng gửi cho một người bạn là y nói là y sẽ bắn chết bà ngoại của mình, và cái second post là y ghi là I shot my grandmother, nghĩa là đã bắn rồi, và lúc đó là chỉ còn nửa tiếng nữa là y sẽ lái xe đến cái trường. Thì như quý vị cũng nghe tin là cái người phụ nữ bà ngoại đó 66 tuổi, mặc dù là bị y bắn vào mặt nhưng mà bà may mắn là không có bị chết, bà chạy qua được nhà hàng xóm và cầu cứu. Và đúng 15 phút trước khi mà đến cái trường đó là y không có bằng lái xe thôi quý vị, y lấy cái xe truck của bà ngoại thì y lái đến cái trường. Và bây giờ
các giới chức họ nghĩ là y cố tình lao xe xuống cái con mương đó, mà cái con mương đó cách cái trường học có mấy chục bước chân thôi à, có thể là y muốn giấu cái xe hay sao, và y chạy bộ đến cái trường. Và chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin tức này sau phần quảng cáo. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.